Nico, cái gì đây? Thằng Roman gọi điện có chuyện gì thế này? Chắc nó đang cảm kích về cái việc mình đến giúp đỡ nó trong cái công việc cuộc sống trong mơ này ở Mỹ của nó. Tôi cần thêm driver. À đúng rồi, mấy tập trước mình từng nói rồi đấy, là thằng Roman nó sẽ mở khóa cho mình một cái chức năng gọi là lái taxi. Thì bây giờ mình có thể lấy một cái xe taxi của thằng Roman để gọi điện cho Roman và yêu cầu làm việc. Cái đấy thì cũng mang lại một khoản tiền cũng không phải là nhỏ đâu, nhưng mà đối với mình bây giờ thì mình không có thích như vậy. Nó không cần thiết cho lắm. Lâu thế. Vừa đèn đỏ đi. À ấn G là nó sẽ bị tua chậm. Mình vừa ấn G quên mất. Rồi, slow motion. Ảo loi. Ôi ôi. Có cách là nhanh hơn không nhỉ? Sắp đến chưa? À sắp đến rồi. Tôi cứ chịu khó ngồi một tí vậy. Ngắm đường phố một tí. Game này không có chức năng chụp ảnh tự sướng nhưng mà thôi. Dù sao thành phố ban đêm ở đây nó cũng rất là đẹp, đẹp theo một cái nghĩa riêng chứ không phải là hào nhoáng hay là sặc sỡ gì cả. Ok, đến nơi rồi. Mất 13 đô. Lăm lăm khẩu shotgun trong tay. Hang out to dry. Hãy khô nhanh lên. Đã cãi nhau gì? Mary, á lại nói chuyện với vợ của Roman à? Khốn thật. Một cô gái ngoan. Ờ, hãy tránh xa của cô ấy ra. Tất nhiên rồi. Giờ nghe này, mày đã làm rất là tốt, nhưng mà bây giờ thì có một việc khác cần mày phải làm đây. Có một thằng đang nợ tiền tao. Jerk cần bị dạy cho một bài học. Hãy đấm cho hắn, hãy làm cho hắn biết. Này, đừng có một hút thuốc ở đây. Tao cứ hút đấy. Cái tác phong bố láo nhỉ. Nếu mà gặp cướm ấy thì không biết tao đâu nhá. Lại công việc riêng của nó. Lại mày đi dạy ai một bài học đây. Ý, mình thích cái xe cơ bắp này. Bang. Mỗi cái xe trong cúi này mà nó có chế độ chống trộm mà. Không được, không được. Nó đang kêu in ngoài thế này mới đi qua cảnh sát lộ ngay. Ok, xong rồi. Ơ, nó ở bên trên à? Tự nhiên chui xuống cái gầm cầu. À, chỗ này cái tiệm giật giật la, mình nhớ đoạn này rồi. Mẹo để chơi cái đoạn này ấy là như thế này này. Hãy để ý kỹ mình làm nhá. Cái xe nó sẽ ở đây. Có xe tải để trong này đi ra đúng không? Nó sẽ đi hướng này hả? Mình sẽ quay đầu xe lại một trước. Từ ở một góc nào đẹp đẹp. Mình đi ra và không đóng cửa, không đóng cửa, không đóng cửa. Ok, để cửa mở đấy. Ta có một tin nhắn từ Vlad. Chết tiệt, tránh xa tao dạ. Nhiều người sẽ đuổi theo nó nhưng mà... Ôi chết tiệt. Shit. Cái này là lỗi game. Mình chưa bao giờ thất bại cái đoạn đấy cả. Thế luôn, mình chưa bao giờ thất bại cả. Tự nhiên rồi ơi, hỏng nhiệm vụ rồi. Có lẽ phải đỗ xa xa hơn một chút. Quay lại thôi. Nó đi thẳng bên kia công viên kìa. Nó sẽ rẽ bên nào? Nó không rẽ, nó đang ở giữa vòng xuyến thôi. Chúng ta sẽ bắt kịp được nó ngay thôi. Bực cả mình, mình chưa bao giờ bị lỗi cái đoạn đấy bao giờ luôn nhé. Thôi thì lần sau đỗ, mọi người đỗ cao cao lên một tí, đừng đỗ ngay cửa. Vì cái lúc mà nhân vật nó spawn ra, đúng rồi mình nhớ rồi. Nếu mà nhân vật nó xuất hiện lại, nó sẽ bị biến mất những cái tầm chắn ấy. Để cho game nó được thật hơn. Cho game nó mượt hơn. Đôi khi kiểu như là đôi khi có những kiểu lỗi game là có một cái ô tô nó đi qua đấy ấy, làm hỏng nhiệm vụ của mình ấy. Thế nên là họ cứ loại trừ bằng cách họ xóa hết tất cả những cái
thứ thì có thể cản tầm mắt của mình. Xuống cái gầm cầu này là mày sắp bị bắn rồi. Đây, giờ mình sẽ bắn nổ lốp nữa. Mà thôi, chả cần. Kiểu gì nó cũng dừng thôi. Đến một lúc nào đó nó sẽ tự động đi chậm lại. Bướng này. Mình không được giết thằng này vì thằng này đang nợ tiền mà. Hỏng lốp rồi. Chết cha, cảnh sát đang đuổi. Không sao, có cái thằng đấy nó hút xe cảnh sát hộ. Bánh nó hỏng rồi thì cũng chả làm ăn gì được đâu. Nhanh thôi, nó sẽ chết thôi. Rồi ơi, tự nhiên vướng cảnh sát quá. Có lẽ việc mình ưu tiên hàng đầu bây giờ là phải chạy trốn cảnh sát thôi, chứ không phải là đuổi theo thằng này đâu. Hy vọng không hỏng nhiệm vụ ấy. Hay chơi lại một đoạn đi. Chơi lại một đoạn đi. Hoặc bây giờ mình bắn nó để nó hỏng nhiệm vụ. Chúng ta sẽ chơi lại sau. Nhanh nhanh, bắn nó đi rồi mở điện thoại chơi lại. Ủa nó đâu rồi? À, nó lao xuống đây. Chắc xe nó sắp hỏng rồi đấy. Ok, thoát cảnh sát rồi. Mày định đi đâu? À, nó đâm xuống đây thì chắc chắn nó bị dừng lại không gì nữa. Rồi thì trả tiền ngay. Trả tiền. Đi ra đây. Cứ phải để anh cứng. Nó bắt được tao rồi. Tại sao mày không trả tiền cho Vlad? Tôi đang định giả mà. Chẳng qua tôi gặp rắc rối thôi. You will be getting the money to him soon, or your wife shall be using your washing machines to get the blood out of your clothes. Do you understand? I do not ask twice for. Tao sẽ không yêu cầu hai lần đâu đấy. Tôi hiểu mà. Tôi sẽ gặp ông ấy sau. Tôi cứ nghĩ đất nước này nó sẽ khác cơ. Tất nhiên khác làm sao được. Mặc định là Vlad lại hiện một cái nhiệm vụ nữa lên rồi. I spoke to the laundromat owner. I like your style. Tôi thích phong cách của cậu. Hãy quay lại quán bar nhá. Ok, được thôi. Đó, mình gọi điện thoại, mình đứng trước mũi xe là để chuẩn bị cướp mà. Để cho mọi thứ thật là nhanh chóng và suôn sẻ. Thì trong lúc đấy thì mình sẽ cắt video và hẹn gặp lại mọi người ở video sau nha. Mình vừa phá cái đường biên thu tiền, đâm ra là bị cảnh sát nó đuổi rồi. Cái game này nghiêm khắc quá trời ơi.